Ngọc Ánh xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay một siêu phẩm giá thì rẻ nhất trong những video gần đây. Giá chỉ 1,3 tỷ đồng thôi mọi người ạ. Đều đã có sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ và đặc biệt có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Với cái căn nhà này quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 500 triệu thôi. 500 triệu tiền mặt thôi là đã có thể sở hữu cho mình cái căn nhà 4 tầng đẹp và đầy đủ tiện ích công năng rồi. Mọi người theo em vào vị trí mà hôm nay trong video này Ngọc Ánh quay gửi tới quý khách hàng. Đây chính là căn nhà 1,3 tỷ đồng mọi người ạ, mọi người có thể tin được không? Với thiết kế và xây dựng là 4 tầng, ngõ trước nhà là 2m, cách với đường ô tô là 20m quý khách hàng nhá. Đó, đây Ngọc Ánh đang đứng phía trước mặt tiền của ngôi nhà. Với mặt tiền của ngôi nhà là với cái căn này thôi nhá mọi người, nó khoảng tầm 4m và toàn bộ mặt tiền đây đã được ốp gạch rồi mọi người ạ. Được ốp gạch rồi. Phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là lớp sắt hộp sơn tĩnh điện màu trắng sữa và bên trong là cửa gỗ kính. Vị trí của ngôi nhà là thuộc tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mọi người nha. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đây chính là phần tầng 1 của ngôi nhà. Phần Ngọc Ánh đang đứng đó là thiết kế phòng khách mọi người ạ. Tầng 1 của ngôi nhà là có thiết kế đây, mọi người có thể nhìn qua về một chút về cái không gian ngôi nhà, về hệ thống đèn led chiếu sáng, trần thạch cao, quạt trần, hệ thống điện, hệ thống nước của ngôi nhà này đều đã được hoàn thiện xong hết 100%. Với hiện trạng của ngôi nhà thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi mọi người nha. 1 tỷ 300 triệu đồng em Ngọc Ánh nhắc lại, rất là rẻ thôi mọi người ạ. Vị trí thì là đi lại rất là gần với lại giao thông thuận lợi, gần với trường mầm non, trường tiểu học, cách bến xe Nghĩa khoảng tầm 3,5 km, cách với ngã tư Lê Trọng Tấn khoảng tầm 4 km, cách khu đô thị Đô Nghĩa 2 km. Từ vị trí ngôi nhà này mà ra tới chợ dân sinh khoảng tầm 200m, cách trường mầm non cấp 1, cấp 2, phạm vi bán kính 1 km quay đầu nha. Mời người theo em vào phía phòng bếp của ngôi nhà để xem 1 tỷ 3 thì liệu ngôi nhà này thiết kế nó có hợp lý hay không với cái giá siêu rẻ như thế. 1 tỷ 3 với toàn bộ hệ thống bếp được thiết kế là gỗ sồi, phụ kiện bếp đều đã được hoàn thiện đầy đủ. Quanh khu vực bếp là được ốp gạch 30-60 và mặt bếp được là ốp đá granite màu đen. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế gồm một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh cũng đầy đủ về hệ thống bồn cầu, vòi rửa và có hệ thống máy bơm nước lên trên toàn bộ 4 tầng của ngôi nhà mọi người nhé. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Toàn bộ hệ thống mặt bậc của bậc cầu thang được lát đá xanh, tay vịn cầu thang được thiết kế là gỗ lim. Rất là chắc chắn, rất là đẹp. Gạch được gạch ốp lát thì là được thiết kế là gạch 60-60. Trong cái khu không gian bếp là cũng được thiết kế đèn led trang trí tiết kiệm điện. Đấy. Rất là đẹp. 30m² mà xây dựng lên 4 tầng thì tổng vị trí của căn nhà này là 120m², rất là phù hợp với vợ chồng trẻ, quý khách hàng mà có cái tầm tài chính vừa phải. Bởi vì như video đầu mà Ngọc Ánh nói đấy, chỉ với cái nhà này thì chỉ còn có tầm 500 triệu đồng thôi là quý khách hàng có thể sở hữu rồi. Phần còn lại thì ngân hàng hỗ trợ mình nhá. Và mời mọi người theo em lên tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ, thiết kế gồm một phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh. Thì đây chính là phòng ngủ với diện tích 30m thì mỗi tầng thiết kế là gồm một phòng ngủ mọi người ạ. Và phòng ngủ này thì diện tích nó rơi khoảng tầm 22-23m² đấy. Đầy đủ đây mọi người có thể nhìn thấy này, hệ thống đèn led này, đèn ngủ này. Tầng 2 của ngôi nhà thì chủ đầu tư không thiết kế trần thạch cao mà thay thế vào đó là chỉ là thiết kế trần đơn, trần bình thường thôi. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài thì được thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là cửa nhôm kính và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Đồng thời mọi người có thể nhìn thấy giúp em ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa của cái căn phòng này đều đã được lắp đặt đầy đủ. Gạch lát nền của ngôi nhà này là được lát gạch thẻ gỗ mọi người ạ. Nhìn nó rất là giống sàn gỗ nhưng mà nó là gạch nhá, gạch giả gỗ và nó là gạch thẻ mọi người ạ. Đây, cửa thông phòng của ngôi nhà được thiết kế là cửa gỗ lim.
Phòng ngủ của ngôi nhà thì phải nói thật rất rất là rộng. Rất là rộng với khách hàng ạ. Mời người theo em vào cái phía phòng vệ sinh tầng 2 của cái ngôi nhà này. Đây chính là nhà thiết kế tầng 2 với cái phòng vệ sinh màu trầm xuống rất là đẹp, rất là sạch sẽ và tinh tế. Đây mọi người có thể nhìn thấy này. Chủ đầu tư cũng khá là tỉ mỉ thiết kế một cái ở đây một cái ô chờ để đồ mỹ phẩm mọi thứ, phòng tắm, sau phòng tắm ở đây. Bồn cầu này, lavabo này, hệ thống gương này, đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Đây là vị trí ống chờ đầu chờ bình nóng lạnh nha. Mời người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Lên tới tầng 3 của ngôi nhà đã có hiện tại đã có 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Tầng 1 có một phòng vệ sinh nên là 3 phòng vệ sinh rồi quý khách ạ. Và với cái giá thì em nhắc lại nhá, phải nhắc đi nhắc lại để mọi người có thể xem mà nhớ được rằng là cái giá của cái ngôi nhà này nó cực kỳ rẻ. Chỉ 1 tỷ 300 triệu đồng thôi, quý khách hàng có thể sở hữu được cái ngôi nhà này rồi. Sổ đỏ đầy đủ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ nha. Đó, phòng ngủ vô cùng rộng. Mọi người có thể tin được với 1 tỷ 300 triệu mà cả một cái căn nhà 4 tầng đầy đủ mọi công năng như thế này không ạ? Chắc là rất là khó tin, nghĩ là Ngọc Ánh chắc là đang đăng để câu view nhưng mà không phải nha mọi người. Mọi người có thể alo cho em để đi xem nhà thực tế xem là có đúng là cái giá nhà là 1 tỷ 3 và căn nhà nó đẹp như thế này không nhá. Đây là nhà vệ sinh tầng 3. Thiết kế cũng tương tự như tầng 2. Với một cái căn nhà giá rẻ mà được thiết kế cũng tỉ mỉ đầy đủ mọi cái hệ thống chức năng ở trong ngôi nhà, đầy đủ phòng vệ sinh từ tầng 1 lên trên tới tầng 3 như thế này, nó thật là rất là hiếm mọi người ạ. Và vị trí thì nó vẫn thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mời người theo em lên phòng tầng cuối cùng của ngôi nhà tầng 4 để xem thiết kế nó có hài hòa hợp lý với cái giá trị của căn nhà này hay không nhá. Đây chính là vị trí mà Ngọc Ánh chuẩn bị bước lên tới tầng 4 mà cũng có thể nhìn giúp em. Ở đây có một cái giếng trời rất là lớn, rất là rộng, hướng xuống khu vực cầu thang để lấy ánh sáng cho khu vực cầu thang rất là thoáng mọi người nha. Cái giếng trời này cũng được chủ đầu tư thiết kế là 2 lớp, ở phía bên trên là nhựa và phía bên dưới là cái thanh sắt. Giới thiệu với mọi người, đây chính là khu vực để sân phơi và để máy giặt mọi người nha. Phần đây là để máy giặt và ở đây là toàn bộ đây là khu vực sân phơi. Đó. Cửa thoát hiểm chứng tỏ là chủ đầu tư thiết kế rất là tỉ mỉ đúng không ạ? Và còn một phòng nữa mọi người ạ. Đây, còn một phòng nữa. Phòng này là chủ đầu tư thiết kế là phòng thờ. Tuy nhiên thì nếu như mà chủ nhà mới có nhu cầu thiết kế phòng ngủ, thiết kế là phòng làm việc thì đấy là tùy ý công năng sử dụng của quý gia chủ. Còn Ngọc Ánh xin nhắc lại một lần nữa là hiện tại căn nhà này quay lên tới từ tầng 1 đến tầng 4 thì gồm có 3 phòng và 3 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh. Diện tích là 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, phòng khách, phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về cái căn 1,3 tỷ đồng này hoặc những cái vị trí căn nhà khác có cái giá nhỉnh hơn một chút nữa thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì nhớ ấn vào nút like để chia sẻ cho em nhé, và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.